Hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với Qnet nha. Hôm nọ thì chúng ta cũng vừa kết thúc được tại đại hội đồng rồi. Hôm nay là giờ này chúng ta chỉ còn nghị quyết biên bản và báo cáo chính thôi, đúng không? Rồi chúng ta xem có những thông tin gì vãng lai đặc biệt, đúng không? Để chúng ta tổng kết công ty. Đúng không? Tuy nhiên có thể đến giờ này có thể thấy là làm ăn cũng được, đúng không? Gọi là và được hưởng lợi rất lớn từ cái việc giá đường lên rất mạnh, đúng không? Và rất có thể trong vòng 1-2 năm tới thì công ty sẽ vẫn còn ok nữa, đúng không? Vì cái mở rộng diện tích là đang làm rất là ráo riết, và song song với đó là mở cả nhà máy đường, đúng không? Nhà máy tinh luyện đường nữa. Và thế còn 1-2 công gần đây thì cũng loanh quanh thôi, đúng không? Cơ bản thì cũng bắt đầu gọi là sideways vùng này. Và về phía doanh nghiệp thì mình nghĩ chắc là cũng mọi thứ đều ok rồi. Và họ cũng đã đặt mục tiêu ESOP hôm nay và khả năng cao là sẽ có cú ESOP 3% đúng không? Được diễn ra vào trong không hai trong năm 2024 đúng không? Đó là kết quả của năm 2023. Và đây thì mình sẽ cố gắng thử qua xem nghị quyết thì mình nghĩ là chắc là cũng gần giống như tài liệu cái đại cổ đông kia thôi, đúng không? Chẳng qua họ là chính thức và đóng dấu và ghi ngày các thứ thôi. Và các này đều được ghi nhận. Và cái đợt ESOP này mình đánh giá được coi là cũng khá là fair, đúng không? Vì cũng nhiều năm rồi họ chưa làm, đúng không? Làm này cũng có chỉ tiêu chứ cũng không phải là khống, đúng không? Đấy. Vâng, không có gì cả. Vâng, ở đây thì mình trộm nhìn nốt cái biên bản. Hôm nọ là mình nhớ là biên bản không có gì cả. Vâng, chúng ta lướt qua xem mấy cái khâu bỏ phiếu bỏ phèo xem nó như nào. Đi họp là vậy là có 5.602 cổ đông. Vâng. Đây là tổng. Vâng, đây là tổng nhỉ. Thế còn đi họp được là chỉ có 141 đại biểu thôi. Vâng, đi họp cổ đông mà mình nghĩ là chắc phải đến 2 phần 3 đến 3 phần 4 là cán bộ nhân viên của công ty. Vâng, cái nhánh đi họp là 68%. Vâng, cũng rất nhiều chứ cũng không phải là ít. Những cái số mà định danh được, đúng không? Bao gồm cả công ty con thì là khoảng 33 33 mấy phần trăm gì đấy, đúng không? Tức là khoảng gần một nửa chỗ này. Vậy còn lại những người không xuất hiện trong cổ đông nội bộ và người liên quan thì cũng cũng tham dự, đúng không? Vâng, không tham dự là những kia. Vâng, mình xem còn rất tiếc ở đây là cái thảo luận đại hội thì lại không có ý kiến, đúng không? Khi lại toàn người đối bộ với nhau. Vâng. À, báo cáo của đồng quản trị thì có 164 là không ý kiến thôi. Báo cáo ban kiểm soát cũng vậy. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán thì nhiều một chút không ý kiến, đúng không? À, phân phối lợi nhuận. Vâng, phân phối lợi nhuận là có 0,43% không tán thành. Vâng, thậm chí ESOP là đến tận 4 triệu 9, tức là 1,7% không tán thành. Và kế hoạch kinh doanh, và cái này mình thấy vô lý nhất, bởi vì thấy nó đặt vô cùng thấp. Vâng, họ đặt vô cùng thấp. Và sau đó chắc là để thưởng thưởng thứ thứ cho nó nhiều, mà mình nghĩ là như vậy. Cái cổ phiếu này thì dễ, đúng không? Bởi vì họ cứ căn cứ vào kết quả 22 và 23 so với nhau, đúng không? Thế còn cái kế hoạch kinh doanh thì thấy nó rất là vớ vẩn, đúng không? Năm 22 là 1.200, năm 23 giá đường còn cao nữa lên nhưng mà đặt kế hoạch để tụt đi, đúng không? Là nó rất là không có giá trị tham khảo.
kế hoạch kinh doanh 2023 đến 8,53% là không tán thành, vì mình nghĩ là đặt 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 chả có cái ý nghĩa gì cả. Và sửa đổi quy chế nội bộ này, sửa đổi quy chế hoạt động này, như vậy là cái đám đi họp cũng có một số cổ đông ngoài, họ cảm thấy nó phi lý cho nên họ không không đồng ý. Và rồi 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 như vậy là cái chỗ này là tương đương với chắc là cũng không nhiều đâu, 24 triệu, 8% này là 24 triệu này. Wow. Là 8%. Vâng. Vâng, 8% của cái chỗ chỗ đi họp thôi nha. Vâng. Chứ còn nếu mà trên tổng 300 bao nhiêu triệu chắc có khi chỉ còn 6. Vâng. Vâng, như vậy là chúng ta cũng không còn thông tin gì đặc biệt nữa rồi, đúng không? Và chúng ta chỉ nhìn thấy cái họ cổ phiếu này. Dù sao thì ESOP mình nghĩ cũng không phải là quá đáng quá, rất là bình thường. Mà bây giờ chúng ta sẽ thử tổng kết cái báo cáo tài chính của công ty xem nó như thế nào, đúng không? Còn ở đây thì hôm trước thì mình cũng đã nhập tóm tắt, đúng không? Theo cái format nhất định của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử một chút, đúng không? Để chúng ta sẽ xem là mọi thứ đến đâu. Đây là báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của công ty. Và tất nhiên bây giờ là tổng tài sản. Đúng không? Ở đây thì là 30 tháng tháng 9 và 2 năm 2023. Đúng không? 11 213. Vâng. Thế còn đây là 31 tháng 12 của năm 2022. Đúng không? Chúng ta sẽ có hai cái kỳ đầu tiên là như vậy. Vâng. Kỳ đầu tiên. Và chúng ta sẽ xem thử xem là vâng, mọi thứ nó như thế nào. Vâng. Như vậy tính ra thì tài sản đúng không? Vâng, tăng 9%. Vâng, 9% là tốc độ tăng tài sản. Chúng ta sẽ đến với những cái tài sản chủ đạo của công ty, đúng không? Đầu tiên là tiền. Đúng không? Tiền. Tiền thì tiền gửi không thì 200 tỷ. Còn tiền gửi ngân hàng là 5.300. Vâng, như vậy ông cực kỳ nhiều tiền. Vâng, 50% là tiền. Vâng, nó rất nhiều. Vâng, rất nhiều. Vâng, bên này thì như thế nào? 202 và 4.200, đúng không? Như vậy là vâng 43%, đúng không? Bây giờ 50, mà chúng ta cần phải nhớ là công ty hàng năm vẫn trả công thức tiền mặt cực kỳ lớn và công ty vẫn còn rất nhiều tiền, thậm chí các cái tài sản cố định của công ty là cũng đã được mở công suất rất lớn từ lâu, đúng không? Chẳng qua là bây giờ chưa đạt full công suất nên là sản lượng tiêu thụ vẫn còn thấp xa so với công suất thiết kế, đúng không? Chứ không là cũng triển đấy. Vâng. Rồi phải thu, đúng không? Phải thu. Và để song song thì khả năng rất cao là mình sẽ phải bật hai báo cáo là chính. Và ở trên thì chúng ta xem đồng mục, ở dưới thì chúng ta sẽ có thuyết minh, đúng không? Thuyết minh. Vâng, đây rồi. Vâng, đây là hoạt động kinh doanh của công ty. Vâng, cái này thì hình như hôm nọ mình cũng lấy để tính đây, đúng không? Vâng, hôm đấy thì lấy các cái này. Vâng. Rồi cái này là mình chưa ghi nhé, đúng không? Bây giờ thì mình mới đọc đến đây. Vâng. Tài sản bộ phận. Nguyên giá thì là khoảng 9.000 tỷ. Vâng. Hiện nay thì hao mòn lũy kế là 5.500, đúng không?
Trong đó, trong các cái tài sản như vậy thì hoạt động của đường là 3.700 và cũng đã khấu hao hết khoảng 1.800 đúng không? Rồi siêu ngành là 2.000 đúng không? 2.094. Và đến thời điểm này là đã khấu hao hết là 1.810 đúng không? Như vậy là bạn chỉ còn có 284 nữa thôi. Và đây là thời điểm đầu năm, lúc đấy là còn khoảng 300. Vâng, hơn 300. 331. Và bây giờ là 9 tháng, đúng không? 9 tháng sau. Bây giờ là chỉ còn có 284. Vâng. Còn cái kia là 331. Và như vậy là sau 9 tháng mất khoảng 50, đúng không? Như vậy cả năm chắc mất khoảng sáu mấy, gần 70 gì đấy. Vâng, như vậy là không đáng kể đúng không? Mình nghĩ là gần như là đã coi như là gần như hết khấu hao. Vâng. Thứ ba là hoạt động khác đúng không? 3.300, 3.800. Như vậy là thấy máy móc của Qnet cũng thuộc loại ra đời rồi đúng không? 9.000 là hết hơn 5.000 rồi. Công nợ thì như thế này đúng không? Cũng không có gì ghê gớm cả. Tổng tài sản đúng không? Tổng tài sản đường là 2.300. Rồi siêu ngành còn có 700 đúng không? Nó rất nhỏ. Nợ phải trả 200. Vâng, nếu mà cứ thế này mà cộng trừ thì có khi chỗ kia vốn chủ siêu ngành không cần nhiều. Vâng, nợ phải trả công nợ đây chỉ có 500. Mà lợi nhuận thì rất lớn. Gần như đang ở trạng thái gọi là thu thu là chính, đúng không? Vâng. Vâng, đấy là tất cả các cái hoạt động mà mình xem qua thử chút đúng không? Nó như nào. Bây giờ thì mình sẽ vào đến cái thuyết minh để chúng ta sẽ giải thích các cái kia. Số 5 thì mà không có cả vàng miếng ADC đúng không? Có khi chắc là để cho làm chương trình quà thưởng gì đấy. Rồi bên kia là tiền gửi ngân hàng. À 250.000 đô là có gần 5 tỷ thôi, không sao đúng không? Họ cầm phiếu đồng là chính. Rồi đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi rồi đúng không? Thực sự là tiền gửi. Vâng. Rồi chúng ta sẽ đến với các thuyết minh 7, 8 cho đến 9 đến 10 đúng không? Và trong đó thuyết minh số 9 là lớn nhất trong phải thu là trả trước cho người bán ngắn hạn. Vâng. Số 7 đây. Mega Market dịch vụ EB Bách Hóa Xanh. Vâng, Bách Hóa Xanh cũng lấy hàng. Rồi công ty BBK Biên Hòa. Vâng, ông này chắc lấy đường rồi. BBK Miền Tây. Wincommerce đây, đúng không? Winmark với Winmark cộng đây, 6 tỷ. Freshland Camera đây, ông sữa sữa cô gái Hà Lan thì phải, mình nhớ bóng máng không biết có chính xác không. Đúng không? Có hai cú, đúng không? Nhưng mà là cũng khoảng 18 tỷ. Rồi à đây là ông con của ông Tân Hiệp Pháp đây, Number One này. Wow, cũng có đây. Rồi ông sữa đúng không? Nutifood nghe đồn có dạo thành cổ đông, là cổ đông lớn. Và như vậy là đều là những cái tên khá là quen thuộc. Đúng không? Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Vâng, và mình đánh giá cái phải thu này cũng rất là hợp lý, đúng không? Có 148 tỷ thì cũng lông gà lông vịt thôi, không có cái gì cả. Trong khi doanh thu một quý là hơn 2.000, 2.400 đúng không? Chỗ kia chỉ khoảng 600 doanh thu, như vậy là công tác phải thu ngắn hạn khách hàng là mình nghĩ đánh giá là rất là ok đúng không? Đấy, chúng ta không có gì bận tâm những cái chuyện như vậy. Rồi số 8 là phải thu ngắn hạn khác đúng không? Vâng, nó là cái gì? Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng. Vâng, cũng không cần xem cái này đúng không? Số 9 đúng không? Số 9 là trả trước cho người bán. À rồi, chi đầu tư cho người trồng mía đúng không? Đó là chắc là hộ nông dân người ta trồng mía và chúng ta phải ứng trước cho họ đúng không? Rồi chốt giá với nhau. Rồi sau đó khi mà ông xong thì tôi sẽ thu hoạch và chốt nhau một cái giá nào đấy mà đã thỏa thuận trước. À, đấy. Rồi. À, dự phòng phải thu có đòi đúng không? Bây giờ 19 tỷ. Cái này cũng tích tụ rất nhiều năm. Đúng không? Đầu năm là khoảng 17, bây giờ là 19. Như vậy cũng không phải lớn đúng không? Phải bình thường. Rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta đến số 10 rồi. Và chi phí trả trước đấy là 11A đúng không? Vâng, không có gì. Chi phí à cái này dài hạn chắc là cái bên 11A 11B là đây rồi. Đúng rồi, cái này tiền thuê đất. Ví dụ chẳng hạn thuê đất khu nghiệp chẳng hạn, nó cũng là một dạng như vậy.
Rồi hàng tồn kho là 900 tỷ. Vâng. Trong đó chủ yếu là thành phẩm. Vâng, 2 phần 3 là thành phẩm. Chỉ có 1 phần 3 là liên quan đến nguyên liệu và các cái khác. Vâng, đấy là hàng tồn kho. Vâng. Và năm nay từ đầu năm giờ nó cũng quanh con số đấy. Vâng, và nếu mà chúng ta check choác một tí thì vâng, quý 1 rất cao. Sau đó tụt 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 đúng không? Cái này chắc là do niên vụ trong năm. Và thực ra từ lâu rồi nó chỉ mấy trăm, nếu mà tính hết năm du lịch nó chỉ thế này thôi. Nó chỉ có như vậy thôi. Thực ra theo thời gian thì size ông lớn hơn thì ông cũng sẽ tăng hàng tồn kho lên, khách hàng nhiều hơn. Và đặc biệt nhất là doanh thu thì nó cũng phải liên quan đến hàng tồn kho. Đúng rồi. Cái năm cao nhất là năm năm ngoái luôn, đúng không? 8.200 là cao nhất rồi. Vâng. Năm 9 tháng 7.700 khẳng định luôn là năm nay chắc chắn là sẽ là năm cao nhất, đúng không? Bởi vì từ đến đây còn có mấy trăm tỷ. Vâng. Dễ dàng luôn chứ không phải là. Vâng, năm nay chính là đỉnh cao của QNET luôn. Vâng, theo giá đường. Và mình sẽ ghi một chút. Từ và chúng ta cộng với cái ngắn ngắn này không có gì, không có gì đáng bàn của cái này cả. 6% thôi. Nói chung công tác phải thu của QNS là khá là ok. Vâng, hàng tồn kho của họ đây, chúng ta sẽ xem cân đối như nào. 996 tỷ và nó tương đương khoảng 8% cũng không phải lớn đúng không? Vì mình nhớ chỗ dưới này ít nhất là chắc phải nghìn mấy, 2.000, 1.600 đúng không? Mà trong khi hàng tồn kho đây là khoảng 1.000, như vậy là khoảng 60%, 60% của cái kia mà 60% của cái tổng kia. Vâng, 60%. Như vậy tính ra có tương đương với 2 tháng đấy. Vâng. Vâng, cái kia 1.600 là một quý mà. À, rồi ok, chúng ta có phải thu rồi này, hàng tồn kho rồi này. À, tài sản cố định đúng không? Đây cũng là một thứ rất quan trọng của công ty. Đến giờ này thì nó chỉ còn có 3.500, còn đầu năm nó là 3.900 đúng không? Chúng ta để ý kỹ là năm nay hoặc là từ mấy năm nay rồi thì thực ra là QNS tài sản cố định cái nguyên giá ấy, là tăng rất chậm, chủ yếu là vâng bắt đầu từ cuối 22, cuối 21 vẫn là 8.900 đúng không? Nói chung là nó tăng rất là chậm. Có ngày xưa là tăng nhanh cho cái đoạn mà mở dốc rất nhiều nhà máy. Vâng, bây giờ là 3.900 đúng không? Tất nhiên đây là cái phần còn lại nhá, chứ không phải nguyên giá. Vâng, như vậy năm nay còn giảm, chứng tỏ là gì? Ham mòn đúng không? Vâng, 31 là phần còn lại thì nó sẽ bay sang tiền. Dở dang có 88 thì thôi, chắc là khả năng là mình sẽ không ghi, đúng không? Chỗ đó không có gì đặc biệt cả. Cái chỗ chi phí thuê đất này thì cũng không có gì đúng không? Như vậy là tóm lại là 97 rồi đúng không? Đầu năm là 96 đúng không? Vâng, chúng ta sang bên nguồn vốn đã đưa tí xem là nó đến đâu. Vâng, phải trả người bán đúng không? Chỉ có 200 thôi. Vâng, thực ra là mình ghi cho có thôi chứ là mình thấy nó rất là bé. Vâng, nó rất bé. Đầu năm 478 cũng chưa được nổi 5% của công ty. Vâng, rất bình thường. Thuế là 400. Vâng. Chắc là thôi các cái này ghi thì ghi thôi, đúng không? Chúng ta thấy nó không có gì đáng kể cả. Vâng, chỉ còn mỗi vay. Vâng, chỉ còn vay. Vay là 1.800. Bên kia vay cũng 1.800. Vay dài có không? Không có. Vâng, không có. Như vậy dễ dàng rồi, đúng không? Rất dễ dàng. Bên trên thì có tiền gửi nhiều hơn, đúng không? Như vậy là cũng ok rồi. Và cuối cùng thì chắc là chúng ta cũng chỉ có mỗi một đại lượng quan trọng nhất vốn chủ.
16. Vòng 5 là 18. Con chủ đến đây là 7.900 rồi. Vâng. Cũng là một con số rất to. Như vậy chỉ cần vốn chủ với vay là gần như đã là áp đảo. Vay ngân hàng nó là áp đảo rồi. Hết rồi. Đúng rồi, đây 72. Vậy cặp cái đầu 590 mà bây giờ thì còn khoảng 87. Mà nhưng mà nó cũng bất rất là lớn. Như vậy thì hiện là gần như là tổng tài sản ở vốn chủ chứ cũng khẳng ở đâu cả. Vâng, đấy là còn chưa kể là lô hàng mà ông Thành Phát ông đang cầm đúng không? 15%. Theo thời giá bây giờ thì chắc là cũng khá là ok. Vâng. Mình nhớ là cầm 15% của công ty, 15% của chỗ này là 2.400. Như vậy là đang gấp 3 lần cái giá trị của cái quỹ. Vâng, nếu mà rút ra được thì chắc là còn ghê gớm nữa. Nếu mà rút ra được là mình nghĩ còn rất ghê gớm đúng không? Chỗ này sẽ là hiện ra 10.000 ngay. Tất nhiên là quyền kiểm soát của ông chủ sẽ giảm xuống đúng không? Chắc là ông Đào cũng phải mua được nhiều nhiều quá thì mới có cái cú bán kiểu này. Còn bây giờ thì chắc là tạm thời cứ thế này thôi. Vâng, đấy là còn ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một việc, đầu tiên là việc vay dòng. Vay dòng thì ông này cũng chả vay gì cả vì tiền gửi còn nhiều hơn vay, cho nên là chắc cũng không cần phải xét gì nhiều, đây là cực kỳ an toàn. Rồi có cái thứ hai là liên quan đến không nợ. Vâng, 200, 400, 300, trong khi ở đây phải thu có 600 và gần 700, chán đua gì cả đúng không? Công nợ mình có thể khẳng định là cũng cũng ok luôn, không cần đọc nữa rồi. Bởi vì phải trả đã nhiều hơn phải thu rồi. Vâng, mình nhìn mình cộng một dọc đây là cũng phải 1.000 tỷ. Trong khi bên này mới có gần 700 đúng không? Vậy là cũng ok đúng không? Như vậy là xét về mặt an toàn là khẳng định là an toàn. Và công ty cả trên công nợ lẫn vay nợ là đều an toàn đúng không? Gọn lại là như vậy. Như vậy chúng ta cũng không phải căn ke quá nhiều, căn ke quá nhiều làm gì. Vâng, khả năng cao hôm nay mình sẽ tạm dừng sớm ở đây, buổi tới chúng ta sẽ có những cái kỳ và sang đến kết quả kinh doanh để chúng ta xem có những gì đặc biệt không. Tạm thời thì liên quan đến tình hình tài chính của công ty thì rất là ok đúng không, thừa tiền đúng không? Phải trả lớn hơn phải thu mà tài sản cố định thì có vào hơn một nửa và gần đây có dấu hiệu chậm lại đúng không? Rồi có một cả một cái bóng của cái chuyện khấu hao đang giảm nhanh mà. Như vậy. Rồi, ok, hôm nay mình sẽ dừng đây nha.